hoa rất là thơm nha anh em, ra hoa quanh năm. Hoa này năm cánh thôi nha mọi người. Đây này, nó có cái sẹo ở đây nè, nó đang kéo sẹo ha. Đây là mấy cái dấu cắt cũ nha. Rồi có báo rồi. V1 em giao lưu với mọi người là 350.000 bao ship. Tiếp theo là mã V2. Đây cái máy dấu cũ là em báo anh em ha. Đây dấu cũ, đây là nhánh cũ. Ở đây là dấu cũ rồi. Đây này nó làm tròn nha. Dễ làm tròn đó nha mọi người. V2. Ở dưới đây hiện luôn cái sản phẩm này. Hoành tốt dưới đây là 21. Một cái thân của nó là gần 14 nha. Chiều cao của nó là 34. Đường kính bầu là 20. Cái này là chắc cỡ cổ tay của em thôi ha. V2 em giao lưu cho mọi người 300.000 bao ship. Rồi tiếp theo là mã V3. Giờ do ảnh hưởng của dịch nên bây giờ hàng đi hơi chậm nha mọi người. Mọi người ai có đặt hàng thì chờ nhận giúp em nha. Mã số này là mã số V3. Hoành ở đây là 23 hoành, gần 23 thôi ha. Chiều cao đó là 22. Đường kính bầu nó là 19. Rồi V3. Mã số V3 em giao lưu cho mọi người 350.000 trong bao ship. V4. Đây là có cái nhánh cũ cắt bỏ nè. Đây là hai nhánh nhỏ. Hoành một nhánh đó là 14 nha mọi người. Em đo nguyên cái cũ túm dưới đây là 27 ha. Nó có cái cũ này nó bị ấy nè. Chiều cao nó là 18. Cao là hơn tầm gang tay nha. Đường kính bầu nó là 20. Cọng rễ đây có cọng này bị chạy nha mọi người. Cắt chúng á. Rồi V4 em giao lưu với mọi người 300.000 em bao ship. Mã số V5. V5 dễ cám nó rất là nhiều ha. V5. Cái nào mà nó ra lá là nó tàn, nó đều lắm, dày lắm. Cái này là mau đâm chồi lắm ha. Hoành nó là gần 21 cho mọi người. Chiều cao nó là 21 luôn. Đường kính bầu của nó cũng là 21 luôn. Này cao hơn gang tay ha. V5 giao lưu với mọi người 300.000 bao ship. Đây, cái này có cái nhánh cắt cũ ở đây. Rồi tiếp theo cây V6 anh em. Mã số V6. Ờ cây này có đế nè mọi người. Đế nè. Đây là một cái nhánh cắt cũ nè. Cái này là hai cây ở dưới đây thì nó cũng dính liền nha mọi người. Đây em đo luôn nguyên tổng thể ha. Đây là tổng thể nó là 21, hơn 21 xíu. Chiều cao của nó là 32. Đường kính bầu nó là 21. V6 em giao lưu với mọi người là 300.000 em bao ship. Đây là hoa lại năm cánh nha mọi người.
D7. Cái da của nó là gì này nha mọi người nha. Đây là cái chỗ này nè. Này một cốt. Hoành nó 18. Chiều cao nó là 30. Rồi đường cái sò nó là 21 luôn. Cái cọng rễ này nó có gì chạy nha mọi người thông cảm nha. Rồi mã số này là mã số D7. Em giao luôn cho mọi người là 350.000. D8. D8. Mấy cái này dạng là mấy cây nhỏ nhỏ thôi nha mọi người. Đây có một cọng rễ nó bị chày ha. Hoành của nó là 19. Chiều cao của nó là 20. Đường kính bầu nó là 19. Tầm 1 gan tay thôi nha mọi người. Rồi dây 8 em giao lưu cho mọi người là 300.000 em bao ship. Rồi tiếp theo là mã dây 9. Cái này đẹp anh em ơi. Hoành nó 25. Chiều cao của nó 25. Đường kính bầu nó 20. D10 em giao lưu với mọi người 400.000, em bao ship. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số D11. Này nó có một lần lửa trên này ha. Một bên luôn ha mọi người, lũa một bên này luôn ha, còn tới đây trên đây thì nó không có lũa. Lũa tới dưới này luôn ha. Đây là mấy cái nhánh cũ nè. Đây này thì dễ sống ha, à nó đâm chậu trên đây nè. Hoành nó là 21. Chiều cao của nó là 43. Đường kính bầu nó là 16. Rồi. Cây này nó bị lũa nên D11 em giao lưu cho mọi người 200.000 em bao ship. Cây này mình dùm chồng lấy hoa thơm. 13 nè, 12 đúng rồi, 12. Dễ 12. Trời ơi. D12, cây này là cây to á, to trên khổng lồ luôn đó mọi người ơi. Nó quay một cốt và nó to như vậy. Cái sẹo cũ từ đây ha, báo cho anh em biết ha. Mấy cái đầu này là đều đầu sẹo cũ, đây có cái sẹo lũa nè. Chút bên này. Nhưng mà khi nó ra hoa là nó bít hết trơn mọi người ơi. Hoa của nó là 5 cánh ha.
hoa thơm 5 cánh, cái hoa lài nha mọi người. Rồi cái này là hoành nó là 24, chiều cao của nó là 28, đường kính bầu nó 17, cao là hơn 1 gam. Rồi mã số này là D12, em giao lưu với mọi người là 400.000 em bao ship. D13 nha mọi người. Hoành nguyên cái cũ này là 23, rồi cái thân nhỏ này là 13, chiều cao nó là 31, đường kính bầu 19. Rồi D13 đây, cái cọng rễ nó bị ấy vô chúng nè, chày ha. Rồi D13 em giao lưu với mọi người 350.000 bao ship. D14. Đó, cái này là như là sông thụ luôn á. Này nó là cộng bên đây nó vòng qua bên đây cái đế nè. Cộng đế này bị chạy ha. Đế này nhỏ nhưng mà dáng cũng đẹp đó mọi người. Hoành nó 15 thôi ha. Chiều cao của nó là 28. Đường kính bầu nó 21. Dê này D14 giao lưu với mọi người là 300.000 bao ship. D14 300.000 nha. Em xin chào mọi người nha. Hôm nay em có giới thiệu một loại mà kích rễ nha mọi người. Thuốc kích rễ này là thuốc rễ Trung Quốc nha. Này là nó cái rễ cực mạnh luôn á. Này mạnh hơn N3M ha. Cái này em có xài rồi nên em mới giới thiệu em bán cho mọi người ha. Lần trước em nhập về em bán hết rồi, giờ em mới nhập thêm. Cái loại này á, là mình sử dụng là một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước rồi mình tưới mỗi tuần á, dùng nếu như phôi á thì mỗi tuần á, là mình tưới dưới gốc nó là 2 lần trên một tuần. Còn mà cây nó đã có chồi có lá rồi mình phun trên lá ha. Cái này là một gói 500g. Em giao lưu với mọi người là 200.000 em bao ship. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0.